Xin chào các thầy cô và các thủ lĩnh văn hóa đọc. Chuyến xe của chiến dịch văn hóa đọc vùng cao biên giới hải đảo năm 2024-2025 lại tiếp tục lăn bánh. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tới với điểm trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và tham dự ngày hội văn hóa đọc, cùng nhau tổ chức các hoạt động vô cùng ý nghĩa ở ngôi trường này. Hãy theo dấu chân thủ lĩnh để cùng đón xem chương trình. Ấn tượng đầu tiên đối với tôi đó là bóng mát của những tán lá bàng. Bây giờ là cuối thu, lá bàng bắt đầu chuyển màu. Những chiếc lá xanh ngày nào đang dần thay thế bằng các màu vàng sẫm, hung đỏ với các sắc độ khác nhau. Từ trên cao nhìn xuống, sân trường rực màu đỏ, bóng áo đồng phục học trò qua những khoảng trống của tán lá bàng mới thấy đẹp làm sao, yêu biết bao. Một trường thân yêu của em giữa lòng thành phố, Nguyễn Thị Minh Khai rạng rỡ giữa trời khuôn viên rộng, nhiều cây xanh bóng mát, học sinh vui tươi rộn rã những tiếng cười. Trường hạnh phúc nơi cô thường chắp cánh ước mơ, trường hạnh phúc lớp chung mình yêu thương đến bờ. Học trò nhỏ cùng những bài học nhỏ mà tâm hồn trong sáng tựa những vì sao. Trường Minh Khai là ngôi trường sáng tạo, tích cực vươn lên phấn đấu dẫn đầu. Thật giỏi, hoạt động luôn sôi nổi, cả khung trời đầy ắp tiếng cười vui. Trường Minh Khai là ngôi trường hạnh phúc, các thầy cô chăm chút từng ngày. Cô hiệu trường luôn say sưa nắng động, yêu thương học trò và cùng rất vui cười. Phủ Lý ơi, Minh Khai mãi rạng ngời, Hà Nam đó quê hương em hay tốt. Chúng em tự hào lên vững bước, ngôi trường này mãi mãi ở trong tim. Trường của chúng em nơi ấy là niềm tin, để mỗi sáng mẹ cha đưa em tới lớp. Tiếng tri thức vang lên trong nắng sớm, tiếng cô thầy nâng cánh những ước mơ. Thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh đã về dự chương trình khai trương thư viện số cộng đồng thành phố Phủ Lý và hoạt động phát triển văn hóa đọc của trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt ban tổ chức xin gửi tới quý vị đại biểu, khách quý, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Sau đây, xin kính mời các quý vị đại biểu, các em cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật chào mừng do các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai biểu diễn. Mở đầu chương trình là tốp múa Thiếu Nhi làm theo lời Bác dạy, nói lời hay, làm việc tốt, sáng tác Mai Trâm. Xin kính mời các quý vị đại biểu, các thầy cô cùng thưởng thức.
đàn em cùng nhau ta góp công. Để biết bao người giáo viên nhân dân luôn khắc ghi trong lòng những lời người thiết tha, đi lên những chân trời mang tri thức cho đời, vì ngày mai, vì tương lai sáng ngời. Như những cánh chim về đây bên nhau dưới ngôi trường này, từ bao năm hằng mơ ước thành người giáo viên hôm nay. Chàng giáo án đêm đèn khuya, em thao thức đã bao đêm, đàn em thơ mai này khôn lớn, tổ quốc đang mong chờ. Để biết bao người giáo viên nhân dân những ký sự tâm hồn ươm mầm xanh ước mơ. Vì đàn em cùng nhau ta góp công. Để biết bao người giáo viên nhân dân luôn khắc ghi trong lòng những lời người thiết tha, đi lên những chân trời mang tri thức cho đời, vì ngày mai, vì tương lai sáng ngời. Đi lên những chân trời mang tri thức cho đời, vì ngày mai, vì tương lai sáng là nhà đau xanh, nhà đau xanh, giờ mỗi ngày, giờ mỗi ngày.
Tầng cao trí tuệ, đọc sách
đọc sách là để cống hiến. Đọc sách làm điều nhân nghĩa. Vì sách là mẹ là cha. Vì sách là thầy là cô. Vì sách là bạn thân yêu. Trí tuệ Việt văn hóa đồng, sáng chữ tâm và chữ tài. Việt Nam chung tay thắp sáng ngọn lửa tương lai, giàu đẹp phồn hạnh phúc ngát hương, mỗi mái trường là vườn ươm ươm.